Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN cho biết là trong những ngày vừa qua, thời tiết nắng nóng đã diễn ra trên diện rộng, trải khắp cả nước, đặc biệt là tình hình nắng nóng diễn biến phức tạp tại khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ, đỉnh điểm là các ngày 30 tháng 6, mùng 1 và mùng 2 tháng 7, với nhiệt độ ngoài trời duy trì ở mức là 39 cho tới 40 độ C. Thời tiết nắng nóng đã làm gia tăng nhu cầu tiêu thụ điện cả về công suất và sản lượng. Sản lượng điện tiêu thụ toàn hệ thống đã đạt kỷ lục vào ngày mùng 2 tháng 7 với 535 triệu kWh và cũng đạt kỷ lục tại miền Bắc là 255 triệu kWh. Trong đó, tại thành phố Hà Nội, sản lượng điện tiêu thụ đạt mức 64,6 triệu kWh, vượt cả sản lượng của thành phố Hồ Chí Minh, khu vực thường xuyên dẫn đầu cả nước về tiêu thụ điện. Theo EVN, nhu cầu tiêu thụ điện tăng nhanh trong khoảng thời gian ngắn đã tạo áp lực cung cấp điện lớn về cả nguồn và lưới điện. Các nguồn điện đã vận hành tối đa công suất, trong đó các máy biến áp 500, 220 kV và 220 trên 110 kV cấp điện cho khu vực miền Bắc đều trong tình trạng đầy và quá tải. Để tránh quá tải các đường dây, máy biến áp đảm bảo cung cấp điện phục vụ sản xuất kinh doanh, nhu cầu sinh hoạt của nhân dân, EVN cho biết đã chỉ đạo Trung tâm Điều độ Hệ thống Điện Quốc gia và Trung tâm Điều độ Hệ thống Điện các miền huy động tối đa những nguồn điện hiện có, thay đổi kết dây để vận hành an toàn, ổn định hệ thống điện.